Ken này cả nhà. À, anh mới đi học về ha. Giờ anh mang theo một cái cây cái vợt tennis. Cái vợt tennis đại sứ xe cả nhà. À, Ken à, không biết là đi đâu thấy anh này anh trở về nè. Hello anh Chánh. Đẹp trai dễ thương, thân thiện. À, người ta nói anh Chánh là sao ta? Chân chất. Nhìn anh Chánh chân chất, không biết có chân chất không mà thấy là đi chân đất á. Hồi nãy có khán giả nói là đề nghị anh Chánh mặc quần dài. Giờ sao anh? Quần dài hầm. Hầm lắm hả? Máy lạnh quần sọt rồi được rồi, mát. Ờ đúng rồi, không, cái này là quần sọt nha cả nhà, chứ đâu phải cái quần tà lõn đâu mà đề nghị mặc quần dài. Mặc quần này nó mát. Hả? Chánh không mở cửa cho quay giờ. Không, anh Chánh anh dễ thương lắm, anh hứa Tết anh tặng quà nó xinh nữa. Rồi. Hồi sáng anh hứa Tết anh tặng quà em. Rồi. Phải không? Trời ơi, này hồi sáng em nói cho anh nói là ừ Tết đi tặng mà không biết anh tặng cái gì nữa. Vậy là chắc hứa cho vui nè. Tặng cái gì? Chết rồi, không anh có gì anh tặng nó không được, cái gì nhỏ nhỏ không được. Tặng cho chị cá lóc đi, cá lóc Đồng Tháp. Ngon lắm luôn. Làm gì? Thiệt không? Ê, cắt mặt bộ, cắt. Ông Tháp cá lóc đồng ngon. Ngon lắm hả anh Chánh? Cá lóc ngon lắm hả? Làm gì? Nướng hả gì? Nướng hả? Quê đâu mà không biết cá đâu, cá đó. Ý là Hậu Nhân nó nói là cá ở Đồng Tháp ngon hơn cá ở Long An. Em ở Long An. Ở Long An sao chạy xe nó biết số Tiền Giang mà. Dạ Tiền Giang là xe em mua của người ta đó. Người ta kiểu như là người ta ở Tiền Giang người ta bán cho em. Rồi em mua lại em chưa có sang tên. Không, mà em muốn Tiền Giang cũng được nữa. Long An có Đồng Tháp 10 đó. Cá luôn, cá đâu. Ý là Hậu Nhân nói cá Đồng Tháp ngon hơn cá Long An. Phải không? Thôi vậy là đồn rồi. Hả? Hậu Nhân nó đồn rồi. Anh nó không có ngon kìa. Vậy là không ngon ha anh Chánh ơi. Cá đâu ngon anh Chánh? Ở dưới có đợt nào ăn cá lóc nướng chui được nào chưa? Giờ không, hồi xưa kìa, hồi xưa ăn cá lóc nướng chui được nào chưa? Ở dưới giờ đặc sản là cái gì anh Chánh? Chuột đồng. Chuột hả? Trời ơi. Wow, nghe chuột đồng mà chảy nước miếng rồi. Ghê quá. Tát Sương không ăn được chuột. Trời ơi, chưa có một câu vậy em không ấy. Cá lóc đồng. Cá lóc đồng. Không, nhưng mà thời ghê, nó chưa nó ghê quá anh Chánh. Nhìn nó thấy tội nghiệp lắm, nó thê thảm quá. Đó không biết ăn thử ngứa. Bồ câu ăn ngứa hả? Ngứa. Ừ. Tại Ken đẹp trai là chuẩn bị đi đánh tennis nha cả nhà. À, chơi nhau. Đi ngủ không? Mai mốt về không cho ngủ luôn. Ừ. Ken là thấy đeo anh Chánh nhiều nhất nè. Okay. Cậu kỳ quá đấy cậu ơi. Ken là anh Chánh nhiều nha. Cậu cháu đi cưng quá à. Thôi mệt quá. Nay im không anh Chánh? Im luôn rồi kìa. Nó nghe lời anh quá vậy? Nghe lời Ken không? Thôi Lucky ơi. Lì như chó rồi. Anh chửi Lucky lì như chó cả nhà. Ủa Ken về đâu Ken? Gì tội vậy? Ở đâu rồi? Thì đánh vợt. Đánh chồng đi không? Đánh với ai? Hả? Đánh với Hà à? Hà em đi. Đánh chồng với con. Kèn nó cưng luôn nè. Hôm bữa thầy trường cũng có chú bùm bùm nha cả nhà. Tức là 2 giờ lát xíu anh mới học về thì Hà tin với Ken sẽ đi đánh tennis. Rồi, anh Lucky tới nha, Lucky tới. Nha. Trời ơi, anh sủa em làm em hết hồn với ảnh luôn á. Hello. Bự muốn làm thì làm nha. Xin chào anh Lucky nha. Ôi trời. Trời ơi. Lucky kỳ quá. Cái gì à? Đánh banh đánh cầu Ken. Đánh banh đánh banh. Đánh vợt á. Cái vợt cái gì? Cầu. Đánh đầu. Thằng nghe không? Hồi nhỏ em cũng mê đánh vợt nữa nha. Đúng rồi. Đánh thằng nó bỗng nó đùng qua một cái á, khoái lắm. Hả?
anh Chánh. Đâu rồi? Mất tiêu rồi. À, shipper tới lấy hàng à, cô chú. Anh shipper tới. Hú này, anh shipper chạy bị hú. Cái ông kèm nè, ông coi bộ ảnh đó, ảnh hơi bị ngứa tai rồi đó, thèm đánh giật lắm nè cả nhà. Buổi chiều mát mẻ ha cô chú anh chị, buổi chiều rất là mát nè, bây giờ là đứng bóng rồi nè. Chuyên nghiệp. Có tài nghề đá banh hay lắm luôn. Nghe hả? Cái này. Chúng còn đá banh nữa. Vừa đẹp trai mà vừa có tài nữa. Cái này là lớn gái bu dữ lắm nè. Đúng không? Hồi trước ở trên mộ thì mỗi lần mà Ken nó lên mộ là nó hay lau mộ trong ngoài đó nha. À, lúc đó là ảnh rất là nghiêm túc ha, ảnh ít rồi ít nói chuyện lắm luôn á. À, giờ về đây là thấy ảnh tung tăng mà thấy cưng không? Đợi tin nữa. Trời khá là mát ha cô chú anh chị, trời ở số 5 đầu thời điểm khá là mát, khoảng 60 tỷ nè cả nhà. Ở trên có trồng những cái dây mướp ha, wow thích quá. Có mấy con bồ câu nó đậu ở trên thì rất là dễ thương luôn. Buổi chiều khá là mát mẻ ha. Đây quán cà phê 60 tỷ ha. Tụi em mấy anh em thì YouTube hay ngồi ở đó không cả nhà. Thì ở đây là đối diện qua nhà của Hồng Loan luôn. Cho nên bây giờ đang đợi anh hai. Đợi anh hai xong rồi chú sẽ chở hai anh em đi đánh. Cả nhà nhìn kênh. Ảnh linh tinh thấy cưng quá. Chiều rất là mát luôn, cảm giác rất là dễ chịu, thoải mái. Buổi trưa thì hơi nắng một xíu, hốc một xíu, chiều thì mát. Giờ này là thích hết cả nhà ha, là giờ này là lên đồ đi chơi là ok la luôn. Đúng rồi Hậu Nhân, giờ này mà về lên đồ đi chơi với người yêu là ok la luôn á. Không có người yêu hả? Vậy con nhỏ nào chở đại đi. Chở bậy à. Kiếm em nào chạy đi chơi. Ờ, trời này là đi chơi là ok luôn á. Nghe nhỉ. Cái này cứ đang háo hức ha. Háo hức muốn đi nhưng mà anh hai thì chưa chuẩn bị xong. Anh hai chưa chuẩn bị xong rồi đợi anh hai nữa. À, thì thôi chắc có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này để em đi về ha cô chú anh chị ha. Chào tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.